Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh linh kiện 789.vn. Thì ngày hôm nay mình sẽ test bao gồm là 30 bộ led COB loại 15W với ký hiệu là từ A31-A60 và giá sản phẩm hiện tại bên em đang bán là 55.000 đồng. Thì khi các bạn nhận được hàng sẽ bao gồm là một bạch led COB loại 15W sử dụng điện áp 12V DC như thế này. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendor và Shopee đặt hàng. Shop mình có tên là linh kiện 789, hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể xuống dưới phần bình luận tích vào link mua hàng phía dưới mình nhé. Ok, thì trên mảnh led này chúng ta sẽ gồm có hai đầu dây, để mình đã đấu sẵn cho các bạn rồi, sẽ là đầu dây màu xanh sẽ là dương và màu trắng sẽ là âm, ký hiệu rất rõ ràng ở trên mảnh để cấp điện áp 12V DC vào mảnh các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ cấp nguồn 12 vào để test sản phẩm. Thì nó cấp vào nó sẽ tạo lên một ánh sáng trắng với nhiệt độ là 6500K đó. Ok, như vậy là mạch hoạt động rất là tốt. Bây giờ mình sẽ đánh dấu ký hiệu để tiếp tục với những sản phẩm tiếp theo. Thì ký hiệu đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta sẽ là từ A331 các bạn nhé. Ok, và với những mạch tiếp theo mình cũng sẽ test tương tự như chiếc mạch đầu tiên này nhé. Thì khi các bạn mua mạch led COB loại này thì các bạn nên lưu ý là khi mua về các bạn nên sử dụng phải lắp thêm cho nó là một miếng tản nhiệt để nó phản ánh nhiệt vào mạch, vào cái miếng tản nhiệt đó để giảm nhiệt độ cho mạch led, chứ nó không là nó có thể là bị hỏng hoặc là bị nóng quá dẫn đến cháy nổ đấy các bạn nhé. Và ngoài cái loại 15W này thì bên mình có rất nhiều các mẫu mã khác, có thể kể đến như các loại 10W, 70W, 200W và còn vài loại khác nữa. Thì các bạn có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo hoặc là liên hệ qua các cách mình đã nêu ở đầu video. Đây mình sẽ test một lúc hai mạch một lúc để cho các bạn để nhanh hơn các bạn nhé. Đây là hai mạch lắc khác nhau các bạn nhé. Thì cái mạch led này nó sẽ chúng ta có thể sử dụng để phòng những lúc mất điện khi có anh, khi chúng ta sử dụng bình ắc quy để sử dụng thay thế những lúc mất điện hoặc là thay thế cho những bóng đèn là 220V truyền thống.
Ok, như vậy là hôm nay mình test xong bao gồm là 30 mạch LED COB loại 15W với ký hiệu là từ A31-A60 và cả 30 mạch đều rất là tốt. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.